Cô đang làm gì vậy? Cầu nguyện cho ai? Bất cứ ai đang lắng nghe. Thế giới đã sụp đổ. Chính tôi cũng không biết ai mới là kẻ điên rồ. Tôi hay tất cả những kẻ khác. Siêu phẩm dòng phim Hậu Tận Thế đã trở lại. Chúng lại đến rồi. Cô ta đưa chúng đi đâu? Tránh thật xa khỏi ông. Ta muốn lấy lại chúng. Các cô muốn vượt qua chuyện này ư? Hãy nghe tôi. Tuyệt vời. Một ngày tuyệt vời. Đừng bỏ lỡ bộ phim hot nhất mùa hè năm 2015, Max Điền, Con Đường Cuồng Nộ, trên kênh HBO.